Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review giới thiệu với các bạn bộ điều khiển RF315 một kênh hai chức năng BRF31501. Đây, như các bạn thấy, mình đã có bộ điều khiển của chúng ta đây. Thì bộ điều khiển này của chúng ta có thể được cấp nguồn 12V AC hoặc DC thông qua heater 2P này. Đấy, ở đây chúng ta có một heater 3P thì dùng để ra chân của relay. Các bạn thấy đây, chúng ta có chân com, chân NC, chân NO. Ở đây thì chúng ta có một module thu RF315. Đây chúng ta có chip PT2272 dùng để mã hóa tín hiệu. Trên module này thì chúng ta có một nút nhấn ở đây. Đấy, khi mà các bạn không điều khiển bằng sóng RF thì các bạn có thể bật tắt trực tiếp thiết bị ở đây. Ở đây chúng ta có một dăm chốt để chuyển chế độ của module, tức là các bạn thấy ở đây là L và M. Thì M của chúng ta sẽ là chế độ đề, tức là nhấn nhả. Các bạn nhấn thì relay đóng, các bạn nhả thì relay nhả. Còn L thì sẽ là các bạn nhấn một lần thì relay đóng. Đấy, và trong bạn nhấn lại lần nữa thì relay của chúng ta sẽ ngắt. Đấy. Ở đây chúng ta có một LED báo nguồn, một LED báo trạng thái. Tức là cứ khi nào có tín hiệu đến thì cái LED VT này nó sẽ sáng lên. Relay này của chúng ta thì có thể đóng cắt dòng tối đa là 10A, ở điện áp là 277V AC. Đấy. Thì các bạn có thể sử dụng module này để điều khiển một số cái loại thiết bị mà có công suất khoảng 2000W trở lại. Đấy là mình tính đối với tải thuần trở. Còn đối với tải động cơ thì các bạn khi mà các bạn sử dụng relay này thì nó sẽ tuổi thọ của relay nó sẽ không cao. Sau đây thì mình sẽ thực hiện cái việc là dùng module này của chúng ta, dùng bộ điều khiển này của chúng ta để điều khiển một cái bóng đèn AC. Đây mình đã có chuẩn bị sẵn một bộ bóng đèn AC như này. Đây thì các bạn thấy là ở đây mình sẽ có một dây AC được cấp trực tiếp vào bóng đèn. Còn một dây AC của bóng đèn thì mình sẽ cấp vào chân thường mở ở đây. Đó, tức là chân NO vậy. Đây, một dây từ điện AC vào thì các bạn sẽ cấp vào chân com của relay. Đây. Mình cấp nguồn 12V cho module. Thì module chúng ta đã tích được tích hợp cầu diode rồi, cho nên là các bạn cấp nguồn một chiều hoặc xoay chiều 12V đều được cả. Các bạn cũng không cần phải quan tâm đến việc cấp đúng âm dương cho bộ điều khiển này. Đây thì như các bạn thấy là sau khi cấp nguồn vào thì LED báo nguồn, LED màu đỏ ở đây sáng. Thì mình sẽ để module chúng ta hoạt động ở chế độ nhấn giữ. Đây, sau đây mình sẽ cắm điện bóng đèn. Đây các bạn thấy là ban đầu khi mà mình chưa nhấn nút, dây ta mới khởi động thì bóng đèn ta không sao. Bây giờ mình sẽ tiến hành nhấn điều khiển. Đấy, thì bạn thấy là bóng đèn chúng ta sáng. Đây, tắt đi. Đây là nhấn một lần, thì bật nhấn nữa là tắt. Đây. Bạn quan sát là khi mà có tín hiệu đến thì cái đèn báo trạng thái, đèn VT màu xanh của chúng ta đây nó sẽ sáng lên. Đấy. Ở đây mình cũng có thể tiến hành bật tắt bằng cái phím cứng ở trên module này. Đây. Đấy, phím này chúng ta cũng sẽ hoạt động tương tự như trên điều khiển, tức là nhấn một lần thì bật lên và nhấn lần nữa thì tắt đi. Đấy. Thì sau đây mình sẽ chuyển module sang chế độ M, tức là chế độ nhấn đề. Đây thì các bạn rút RAM ở đây ra, các bạn chuyển sang RAM của chế độ M. Thì đây. Thì chế độ M các bạn sẽ cứ nhấn thì đèn sáng. Đấy. Nhả thì đèn tắt. Đấy, kể cả trên tay khiển cũng thế. Các bạn nhấn thì đèn bật, nhấn giữ thì đèn bật. Đấy, các bạn nhả thì đèn tắt. Đấy. Với bộ điều khiển RF315 một kênh hai chức năng này, các bạn có thể sử dụng để bật tắt bóng đèn như mình đang sử dụng ở đây, hoặc là các bạn có thể sử dụng nó để bật tắt các thiết bị khác. Đấy, từ xa qua sóng RF hoặc là tác động trực tiếp bằng phim cứng ở trên module như này. Đấy, nhưng mà rất tiện là các bạn có thể điều khiển bằng điều khiển, hoặc là khi mà điều khiển chúng ta trục trặc, hoặc là khi mà các bạn không tiện, các bạn ở gần thì các bạn có thể bật tắt bằng phím cứng ở trên module như này. Đấy. Video giới thiệu về bộ điều khiển RF315 hai kênh một chức năng BRF31501 của nhóm review đây là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.